tính thần thiên đụng mê, ngày nào cũng xây 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 mãn cầu với lại xây 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 nước tắt, xây ngày nào cũng 2-3 giờ sáng chưa ngủ luôn, xây rối loạn tiền đình luôn, nhập viện luôn á, không kịp luôn. Là mức tắc xanh của bên em nè, mới vừa ra cái mẻ này nó tròn, nó dễ mà nó xanh, nó ngon dữ lắm luôn. Cái mức tắc xanh này là không phải ai cũng làm được đâu mấy chị ơi. Thứ nhất là bây giờ mình phải lựa tắc, mình phải lựa tắc, phải trái tắc bự mới được, trái to mới được, mới làm ra mức nó mới đẹp nữa. Chứ bây giờ mấy chị mua tắc ở ngoài chợ người ta bán nó nhỏ 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 nhỏ, không có làm ra được tắc như này đâu. Cái thứ hai nữa, rồi tiếp theo bắt đầu mình sên nữa, mình ướp rồi bắt đầu mình sên, mình chà ra bỏ tắc nữa. Trời ơi, công đoạn dữ lắm, lâu luôn chị ơi. Làm cái này không có nào cực bằng cái này, mà phải giữ được màu xanh như thế này, mà phải giòn sực sực mà không the nữa, không the, không cay, không hăng đó. Ăn mức này rất là ngon luôn, cái mức tắc này nè. Giao đảm bảo mấy chị ai cũng khen cho em quấn từng trái nè. Cái này mà Tết nhà nào mà đãi mức tắc này là xịn dữ lắm luôn á.